Lúc nãy thì khi mà xịt ra thì nó là một cái mùi thơm mát, nhưng mà mình vừa mới, tức là để khoảng tầm một vài giây, bắt đầu nó chuyển sang một cái mùi nồng nàn mọi người ạ. Quá là đẳng cấp luôn. Hello mọi người ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của Miu. Thực ra là hôm nay là 17, nhưng mà mọi năm thì Miu cũng hay tổ chức là ngày 16 và ngày 17. Đấy, hai ngày ngày chính trên giấy tờ là ngày 16 nhá, và ngày Miu sinh ra cũng là ngày 16. Nhưng mà trước đấy thì có một cái sự nhầm lẫn nhẹ trong gia đình của mình, thì mình cứ nghĩ là mình sinh ngày 17, cho nên là sau này mình coi như 16, 17 là đều là sinh nhật mình hết luôn. Wow. Năm nay thì Covid cho nên là chỉ làm trong gia đình thôi. Và mình cũng có được nhận rất là nhiều quà, rất là nhiều hoa. Hoa thì tạm thời là mình không có mang vào đây, vì hoa là mình sẽ để ở ngoài kia. Năm nay thì không có được nhiều quà như năm ngoái, nhưng mà không sao mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ bóc đến món quà đầu tiên nhá. Đây, hộp này. Đây là một bạn cấp 2 của mình tặng. Do what you love. Đây. Wow. Ở trong này là minh phẩm nha mọi người. Hai cây son. Mình thử đánh cho mọi người xem nha. Khá là đẹp đúng không mọi người? Kiểu màu đỏ cam, ok. Và mùi cũng rất là thơm. Đấy, còn đây là phấn mắt. Mình đã có rất là nhiều loại phấn mắt rồi, và dùng rất là nhiều, khi dùng mãi cũng hết. Đây, những cái màu này thì Miu đi quay rất là tiện này, bởi vì là có nhiều những cái, có mấy cái màu không có nhũ, nhưng mà cái màu sắc của nó rất là đậm đà, rất là đẹp. Đấy, ok. Wow. Mình đúng là mình đang thiếu một cái gương nhỏ nhỏ như thế này đấy mọi người ạ. Có thể có một cái gương luôn ý. Cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn người bạn của mình. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một món quà này. Món quà này là của em trai và em gái của Miu tặng cho Miu. Rồi, bây giờ xem món quà này là cái gì nhá. Wow, năm nay hình như là mọi người tặng cho mình toàn mỹ phẩm thôi. Toàn đồ mỹ phẩm thôi mọi người ạ. Đây là bút kẻ mắt. À đúng rồi, mình đang thiếu bút kẻ mắt. Mình mới chỉ có cái sáp kẻ mắt thôi. Bút kẻ mắt này là của Vakoshi. Đây. Này là có vẻ ok, khá là ổn đấy mọi người ạ. Son. Trời ơi, son này là son gì đây? Mình sẽ bóc ra nhá mọi người ơi. Màu này rất đẹp đấy mọi người ạ. Perfect Diary. Màu này cực kỳ đẹp luôn. Màu này là như kiểu là màu cam đất ấy. Đây, lại tiếp là son tiếp này mọi người. Không biết màu này là màu gì này. Đây, hình như nó cũng giống cái màu kia hay sao ấy. Màu này chắc là kiểu như nhạt nhạt hơn một chút, tươi hơn một chút mọi người ạ. Cũng là màu cam. Đây, mọi người nhìn đi. Còn ba cây son nữa. Không biết là cái này là cái gì, sao toàn son là son đấy mọi người ạ. Uầy, tặng cái gì mà lắm son thế này. Trời đất ơi, tặng cho tôi là đủ là bao nhiêu, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây son. Đến bao giờ mới hết 9 cây son mà mình cũng rất là thích số 9. Ok, cảm ơn. Alo, đây là cái món quà này là, à, món quà này là của bản thân mình tặng, chứ không phải là của em trai và em gái mình tặng. Đây là bạn thân 14 năm của mình đã. Cảm ơn các bạn thân của mình. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến một món quà như thế này. Mình chắc chắn đây là nước hoa. Mình về Hà Nội mình không mang một cái chai nước hoa nào cả nhà. Và nước hoa của mình sao hết. Và bây giờ mình lại có nước hoa dùng. À, xinh quá. Wow. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem nước hoa này là nước hoa gì nhá. Hay là em dư tặng. Thơm quá mọi người ạ. Thơm thế. Xịt thử, xịt thử. Bình thường ấy, mình xịt nước hoa mình hay xịt vào những cái chỗ này. Đấy, nó giữ được mùi rất là lâu. Thơm thế, cái mùi nó thơm kiểu dịu nhẹ, thơm mát mọi người ạ. Ôi, mà nhá, lúc nãy thì khi mà xịt ra thì nó là một cái mùi thơm mát, nhưng mà mình vừa mới, tức là để khoảng tầm một vài giây, bắt đầu nó chuyển sang một cái mùi nồng nàn mọi người ạ. Quá là đẳng cấp luôn. Không khổ với lần sau mình chỉ muốn quái mãi thôi. Lại là nước hoa. Wow, thế là quá nhiều nước hoa, tức mình không phải đi mua nước hoa nữa rồi.
là sung sướng hơn bao giờ hết. Salvatore này. Trời ơi, cái chai xinh chưa? Ui dồi ôi, nó thơm mà nó baby. Ui dồi ôi, nó tiểu thư. Ui dồi ôi, nó thật là hợp với cả mình. Trời ơi, cái này sinh ra đúng là dành cho mùi cho mình luôn mọi người ạ. Hôm nay mình lên đoàn, mình còn được phim của bác Bình Trọng tặng tổ chức sinh nhật cho nữa mọi người ạ. Đây, tiếp theo là cũng vẫn là món quà ở bên nhà của anh chị làm về bên mảng tài chính. Cái này là có thể là mình nghĩ là media, còn có thể là mình nghĩ là một bộ dưỡng da. Đây mọi người ơi, đây là một bộ dưỡng da đó, đẹp không mọi người? Xịn quá, trời ơi xịn quá đi. Đây trong này còn có cái này là gì nhỉ? Bath body wash. Cái này như kiểu là nước hoa body ấy. Đấy, rất thơm. Đây, đây là sữa tắm. Đó. Vừa hay mình đang hết sữa tắm. Ui nó thơm dã man luôn mọi người ơi. Ok, và sau mỗi lần mà sinh nhật các thứ thì mình có rất là nhiều túi đẹp. Sau này đi đâu mang đồ cho người này người kia thì sẽ dùng nhiều túi đúng không? Đây, đây là quà hai em ngân hàng có tặng cho mình. Mình với mẹ mình là VIP ở VP Bank, cho nên là được VP Bank hỗ trợ rất là nhiều. Cộng thêm là kiểu như là bên phía ngân hàng cũng tặng cho mình rất là nhiều quà. Đấy, và các nhân viên ở bên đấy các em cũng rất là nhiệt tình nha mọi người nhá. Đây, đây là cái túi Charlie & Keith. Nhờ cái màu nâu này nhìn khá là đẹp, nhìn khá là sang chảnh đấy nhờ. Và cuối cùng Dior, mình rất thích Dior luôn mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy hộp đẹp không? Đây là kem nền và phấn nén của Dior. Mình có dùng cái loại này. Đấy, bạn nào muốn tham khảo thì có thể là mình đấy, mình quay cái mặt đằng sau cho các bạn xem đấy. Ok mọi người ơi, vậy là mình đã bóc hết quà cho mọi người xem rồi. Linh Miu rất là cảm ơn các anh em bạn bè, anh chị đã tới tham dự cũng như là tặng cho Linh Miu những món quà rất là giá trị, những món quà rất là dễ thương. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và năm sau thì Linh Miu hứa là sẽ tổ chức lớn hơn để anh em bạn bè có dịp kết nối với nhau, cộng với là sẽ có một cái niềm vui lớn hơn, đúng không ạ? Và bây giờ thì Linh Miu xin phép là sẽ chụp lại cái món quà, những cái món quà này để đăng lên Facebook và kết thúc video ở đây nhá. Bye bye.